Trưa ngày 26 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khai mạc giải đua ghe ngò Sóc Trăng năm 2023 trên sông Maspero, thành phố Sóc Trăng. Giải đua năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, thu hút 46 đội ghe ngò, 40 đội nam và 6 đội nữ đăng ký tranh tài. Trong đó, ngoài các đội chủ nhà Sóc Trăng, còn có các đội đến từ tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Cần Thơ. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, lễ hội đua ghe ngò của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia. Qua từng năm, giải đấu không ngừng phát triển, lớn mạnh, thu hút đông đảo vận động viên, người dân và du khách tham gia. Giải đua ghe ngò Sóc Trăng là môn thể thao truyền thống, mang bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Giải đua đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh Sóc Trăng, hấp dẫn hơn 100.000 du khách mỗi năm.